Hola, xin chào các bạn đang xem kênh Mê Tây Vlog. Bây giờ Mê đang ở trong khách sạn cách ly ở Montreal, Canada. Thì Mê định là Mê sẽ quay nhiều video khi mà đi qua Canada và khách sạn cách ly như thế nào. Nhưng mà thực sự là Mê rất là mệt và vừa bị mệt sau một chuyến bay dài, cộng với mệt khi mà bị trái với múi giờ đó các bạn. Mệt mỏi cực kỳ luôn, cộng thêm là chỉ ở trong khách sạn không được đi ra ngoài. Và đồ ăn ở đây thì người ta cho cái gì mình ăn cái đó. Thực ra là có menu, có lựa chọn, nhưng mà không lựa chọn nào nó cũng dở hết đó các bạn à. Thì đây là buổi sáng thứ hai Mẹ thức dậy và ve phải ăn mì ly. Các bạn ơi, bây giờ đã xem mình pha mì bằng máy pha cà phê như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Cái này là salad mình để dành đó các bạn. Món này là cái đậu này nó ăn chung với món bò, còn cái salad này là ăn chung với món cơm cá hồi mà mình để dành đó các bạn. Mình ăn không hết, mình order nhiều rau lắm, cho nên là mình order rau cho ông xã của mình á, mà ổng đâu không có ăn, là mẹ để dành lại. Bởi vì là mẹ biết ông xã mẹ không có ăn. Và trong này có hai cái cánh gà mẹ lấy từ cái món ăn hôm trước mẹ ăn không hết, nó nhiều lắm các bạn. Và đây là cái phần ăn sáng của mẹ sáng hôm nay nè. Buổi sáng là nó có bánh mì sandwich cộng với lại cái gì cheeseburger hay gì đó, mà mẹ quyết định là mẹ không có ăn sandwich, và mẹ chỉ ghi cái nốt là chỉ lấy trứng đó, cho nên là nó cho mẹ hai cái miếng trứng này các bạn. Mẹ sẽ bỏ ra đây cho các bạn xem nha. Mẹ sẽ ăn chung cho nó có protein, sau đó mẹ sẽ ăn với lại cái hộp trái cây này nữa là chị chồng của mẹ cho đó. Cho nên là mẹ sẽ hôm nay mẹ sẽ ăn mì ly, cánh gà, trứng gà và rau đủ loại. Thì bây giờ thật sự là hai ngày hôm nay á, mẹ mệt vì bị lệch múi giờ đó các bạn, mệt kinh khủng khiếp. Cứ buổi sáng dậy rất là tỉnh nha, hôm qua mẹ định là buổi chiều mẹ quay này nọ, nhưng mà cuối cùng là mẹ không quay được cái gì hết. Bởi vì buổi sáng mẹ dậy ăn xong rồi mẹ nghỉ ngơi soạn hành lý cho nó gọn gàng, rồi sau đó là ăn trưa. Ăn trưa xong một cái là mẹ mới thấm cái mùi gọi là cái gì, lệch múi giờ. Mẹ ăn xong là một cái lúc đầu mắt mẹ nó dí lại, cái mẹ ráng mẹ gồng, bởi vì mẹ biết là mẹ mà ngủ là tối mẹ lại thức, cho nên là mẹ gồng mà tới 3 giờ. 3 giờ là mẹ chịu hết nổi, là mẹ liu riu bắt đầu tới 4 giờ là mẹ ngủ. Các bạn ơi, đây có chai tương ớt mẹ làm ở nhà mẹ đem qua đó các bạn. Cái này là mì lẩu Thái tôm mẹ đem từ Việt Nam qua, cộng hai cái cánh gà. Trời ơi, bây giờ mẹ nghĩ tới mà mẹ chảy nước miếng, chảy nước miếng. Mẹ nghĩ đây là bữa ăn ngon nhất của mẹ trong 2 ngày hôm nay đó các bạn ơi. Ôi trời ơi, trời ơi, ớt mẹ làm cay lắm các bạn ơi, làm xong rồi tự ăn tự thấy cay. Trời ơi, nó thèm thèm mà kinh khủng khiếp luôn. Rau xà lách ở đây rất là ngon các bạn à, các loại rau xà lách đó mẹ sẽ bỏ vào mẹ ăn kèm nha, cho nó đỡ ngán, cho nó đỡ nóng cho người nữa. Các bạn biết hôm qua đây đang là mùa xuân hè nha, là gì? Thời tiết rất là đẹp, 16 đến 20 độ. Mà các bạn biết sao không, là da của mẹ nó bong tróc, nó khô, không biết vì sao á, nó không có lạnh mà sao da mẹ nó bị khô quá các bạn. Ôi trời ơi, nó sướng, nó đã quá các bạn ơi. Thật ra là từ ngày hôm qua giờ mẹ đã muốn ăn mì rồi, nhưng mà các bạn biết không, nói ra các bạn đừng có cười, mẹ tiếc, mẹ để dành, mẹ để là tới khi nào mình chịu hết nổi rồi mẹ mới ăn. Một con gấu đi ngang qua các bạn thông cảm. Đó, giờ mẹ ăn ngon quá, không có đầy đủ không biết ăn sao. Ngon quá các bạn ơi, quá sung sướng. Bỏ trứng vô nha, ăn cho nó có sức khỏe.
ăn phải có protein. Ngon quá, bữa ăn ngon nhất kể từ khi đặt chân tới Canada. Cái ớt mẹ bỏ vô nó cay ngon lắm các bạn. Honey, it's so good, I'm so happy. Ngon quá trời ơi. Mì gói Việt Nam muôn năm. Ngon lắm. Ngon quá các bạn ơi. Bây giờ mẹ đã ăn hết rồi. Thì bây giờ mẹ sẽ ăn qua trái cây. Thì ra ở đây trái cây người ta cung cấp một cái hộp sô-cô-la tan chảy này để mình nhúng vô. Nhưng mà mẹ không có thích ăn. Các bạn biết không, sáng hôm qua mẹ thức dậy mẹ buồn miệng quá, không có gì ăn, mẹ lấy muối ra mẹ ăn không vậy đó. Tới giờ mẹ cũng không hiểu tại sao mẹ lại lấy trồng tây đó các bạn. Mẹ là thuần Việt. Thơm các bạn à. Thơm ở đây ngon lắm luôn á. Hình như là thơm Mexico hay sao á. Không phải chua nha các bạn. Không phải chua. Răng của mẹ rất là yếu. Cái này mẹ để trong tủ lạnh á, mẹ lấy ra mẹ ăn nó lạnh, nó lạnh tới thấu chân răng, nó ê quá. Các bạn xem cái miếng dâu ở bên này nè. To. To dễ sợ không? To đó. Mà ngon hay là ngon, ngọt hay là ngọt luôn. Cái hộp này á, chị chồng mẹ mua cho mẹ. Mẹ nhìn cái này giá nó 14 đồng, 14 đô Canada. Mà nhiều lắm các bạn. Nó phải gần 2 kg. Ngon lắm luôn. Ở đây nó không ghi số ký, nhưng mà hôm nay thấy nó nặng, khá là nặng. So ở Việt Nam mình nếu như 14 đô, 10 đô là 184 đô, thêm cho 80 ngàn đi là 220 ngàn. Nếu như mà so ở Việt Nam là ăn dâu này ngon, ăn dưa lưới, dưa lưới hai màu, màu vàng cam với lại màu trắng, thì nó cũng khá là tương xứng với cái giá. Và thơm này rất là ngon các bạn, ngon hơn thơm của mình luôn á. Nó dạng giống như thơm mực ở Việt Nam mình á. Cho nên là gói cái hộp này 220 cộng kèm cái hộp sô cô la này không hề đắt rẻ. Ê, răng quá lạnh quá. Quá lạnh. Mẹ là ngày mỗi ngày ăn trái cây là phải lấy ra để một lúc rồi mới ăn. Cái này mẹ vừa mới lấy ra lúc nãy cho nên nó vẫn còn lạnh lắm. Thì lát nữa mình sẽ làm review phòng khách sạn này ở một cái tập tiếp theo nha. Bởi vì là cái phòng này rất là đắt luôn các bạn. 3 ngày cách ly là 1.500 đô. Trời ơi, 1.500 đô Canada là bao nhiêu? 1.000 đô là 18 triệu. 500 đô là 9 triệu nữa là 18 cái 9 là 27 triệu các bạn. Nghĩ sao ở 3 ngày đồ ăn á, order người ta cho mình giống như đồ ăn. Thật ra nó hơn fast food một chút xíu thôi, chứ không phải là đồ ăn ở khách sạn 4 sao. Cái khách sạn này 4 sao nha các bạn. Mỗi ngày người ta cho mình cái menu, xong mình phải đặt ở trước phòng mấy giờ đó, rồi mình hẹn mấy giờ mình muốn ăn thì người ta sẽ đem lên, người ta đem ra. Các bạn đi thấy đằng sau nó có những cái túi giấy này nè, người ta bỏ vô đồ ăn vô trong này. To to vậy nè, người ta để ngay trước phòng mình các bạn. Rồi ở đây thì đa số người ta dùng cái hộp này nè các bạn, hộp giấy chứ không phải đồ xốp đâu nha, hộp giấy. Thì đó, thì mỗi ngày cứ soạn ra trong hộp để ăn đó các bạn. Ở đây là khách sạn 4 sao nhưng mà tiêu chuẩn cách ly, chứ không phải là tiêu chuẩn thường. Cho nên là nó mắc mà dịch vụ thì nó lại kém. Không ai vô dọn dẹp các bạn 3 ngày, giống như không biết là có yêu cầu được không, tại vì mẹ chẳng thấy ai yêu cầu hay dọn dẹp gì á, tại vì hai vợ chồng cũng không có nhu cầu để người khác vô dọn dẹp nữa. Và nếu như mà bạn có kết quả test là âm tính ok rồi là cứ đi về lúc nào cũng được hết. Như vợ chồng mẹ nếu mà về ngày hôm qua là tính ra ở có một đêm thôi, rồi đi về thì sẽ không có được lấy tiền lại nha các bạn. Mấy ngày nó cũng không được lấy tiền về hết, 3 ngày là phải đi về. Còn trước đó là không được lấy tiền lại. Thì nhà mẹ là hôm nay là chiều hôm nay, nhà mẹ là ngày thứ hai. Chiều hôm nay nhà mẹ sẽ về, tức là bỏ nguyên một ngày, bỏ luôn. Chứ bây giờ ở đây mà chịu đựng làm gì, bây giờ về nhà nó cũng thoải mái hơn. Order thực phẩm về mình nấu nướng. Mẹ hôm qua mẹ đã tải app mua thực phẩm này nọ ở các cái siêu thị ở đây rồi. Chiều tối về mẹ sẽ mua đồ, xong rồi người ta giao, xong rồi nấu. Nhưng mà tối đầu tiên này chắc là về nhà sẽ order đồ ăn nấu sẵn ở các cái nhà hàng lân cận.
thì hy vọng, tại vì nhà hàng thì nó sẽ tốt hơn, đồ ăn nó sẽ ok hơn khách sạn ở đây các bạn ơi. Ở đây là cái mà cộng thêm là các bạn biết không, lát nữa mình sẽ review cái khu này á, là cái khu sân bay và công nghiệp, cho nên nó xung quanh nhìn nó chán. Chồng mình nói luôn, xin lỗi em là lần đầu tiên cho em nhìn thấy một cái khung cảnh của Canada nó xấu như thế này, tại vì khu này rất xấu, bởi vì nó gần sân bay và công nghiệp, nó không ai sống ở đây hết, cho nên nhìn nhà cửa không có nhà cửa, đa số là nhà theo kiểu là dạng nhà kho nè, rồi nhà bà hàng bán thức ăn nhanh để mấy ông tài xế này nọ người ta dừng người ta ăn, chứ không có gọi là localize, đời sống dân sinh không có. Thì đó, thì mẹ chiều nay để em xem là mẹ sẽ tranh thủ quay một cái số rời khách sạn và đi về nhà như thế nào nữa, tại vì thật sự là căn nhà này nhà mẹ cũng mới thuê luôn, cho nên là mọi thứ đều mới và cả hai vợ chồng đều không biết cái nhà đó nó như thế nào, chỉ nhìn thấy trên mạng thôi các bạn. Thì đó, thì mọi thứ đều mới mẻ dành cho cả hai vợ chồng. Thì cảm ơn các bạn đã xem cái video ăn sáng ngon nhất từ khi mà đặt chân đến Canada đến bây giờ của mẹ nha. Mẹ sẽ tiếp tục chia sẻ những cái cuộc sống ở Canada cho các bạn xem, và hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ mẹ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.